Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, quá kinh hoàng, 65 người rơi xuống biển, gió giật cấp 13 siêu bão Impha đã cuộn đổ một giàn khoan siêu to khổng lồ ở phía Trung Quốc. Bão đang làm tan hoang rất nhiều tỉnh thành của Trung Quốc như An Huy, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến và Thượng Hải. Có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày vô cùng đen tối khi lần lượt những cơn bão số 1, số 2 rồi đến số 10, số 15. Bây giờ thì cơn bão số 18 đang càn quét đảo Hải Nam của Bắc Kinh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cho biết, cơn bão số 18 với sức gió giật trên cấp 13 đã đi qua đảo Hải Nam. Nó đã làm tan hoang đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nhưng trước đó, quý vị có biết không, cơn bão số 18 đã càn quét tất cả các vùng tự trị ở ngoài khơi Biển Đông, có đường lưỡi bò và 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Cơn bão đã đánh sập một giàn khoan mang nhãn hiệu Trung Quốc 333 và khiến cho 65 người rơi xuống biển. Gió giật cấp độ 13 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các bờ biển của đảo Hải Nam. Được biết, bão cũng đã đánh sập toàn bộ khu tự trị, khu căn cứ quân sự mà Trung Quốc cho đặt tại 7 hòn đảo nhân tạo trái phép ở ngoài khơi Biển Đông. Có thể nói rằng, nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu phía Trung Quốc. Trung Quốc tham lam đi cướp Biển Đông thì bây giờ đã có những cơn bão do mẹ thiên nhiên điều tới trừng phạt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang gặp rất nhiều những vấn đề về mưa bão trong suốt 44 ngày vừa qua. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện, tất cả các vùng tự trị của Trung Quốc chỉ còn có một màu đen tối và u ám. Tất cả các con đường bây giờ đã biến thành sông, thành biển. Hiện nhà chức trách Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thiệt hại do cơn bão số 18 gây ra. Nhưng theo thống kê ban đầu, riêng giàn khoan mang nhãn hiệu Trung Quốc 333 bị cơn bão số 18 cuột đổ chìm dưới đáy Biển Đông đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho nhà nước Trung Quốc, ước tính thiệt hại khoảng hơn 115 tỷ đô la. Và đây là một con số vô cùng đau thương cho phía Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, đó là cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho hay cơn bão số 19 tiếp tục đang hình thành tại ngoài khơi Biển Đông. Và trong vòng 1 đến 3 ngày tới, nó sẽ tiếp tục quần thảo ở ngoài Biển Đông và đi xuyên vào thủ đô Bắc Kinh, đi xuyên vào con đập Tam Hiệp gây ra mưa to, lũ lụt ở diện rộng ở các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và Liêu Ninh đã ra thông báo cảnh báo đỏ, nghĩa là cảnh báo mức độ cao nhất, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường và mọi người cần tìm những nơi an toàn nhất để trú ẩn. Nếu không, cơn bão số 18 sẽ càn quét vô cùng nặng nề. Theo Trung tâm Dự báo cho hay, thì cơn bão số 18 sẽ mang một lượng mưa rất lớn và dữ dội tới các vùng miền trũng của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Lũ quét sẽ xảy ra và lốc xoáy cũng như là sấm chớp sẽ bao trùm lên đất nước Trung Quốc. Người dân được khuyến cáo là không nên đi ra ngoài trong lúc bão đổ bộ vào. Tại thủ đô Bắc Kinh cũng như một công điện khẩn, đó là người dân nên tìm những nơi an toàn nhất. Khi bão đổ bộ vào sẽ gây mưa to và lũ lụt, đồng thời sấm sét sẽ nổ vang trời. Mọi người không nên tìm những cây cổ thụ để trú ẩn và cũng không nên đứng gần ở những nơi mà khả năng sét sẽ đánh vào, ví dụ như là một cột phát sóng hay là những nơi có thép và có sắt. Mọi người nên tìm những nơi trong nhà ngắt hết điện thoại, tivi, tủ lạnh cũng như là sóng wifi, bởi vì sấm sét sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều tỉnh thành trong một vài ngày tới. Có thể nói rằng mưa bão đang quét qua Trung Quốc. Đây không phải là hiện tượng đầu tiên Bắc Kinh gặp phải. Năm 2021, Trung Quốc cũng đã trải qua 113 ngày đen tối. Năm nay, mùa mưa đến sớm hơn năm ngoái. Từ đầu tháng 6, những cơn bão số 1, số 2 cũng đã tràn qua Trung Quốc. Còn nhớ năm 2022, mãi tới tháng 7, Trung Quốc mới đón nhận cơn bão số 1. Số 2 thì bây giờ Trung Quốc đã đón cơn bão số 18. Trung Quốc cần phải rút toàn bộ tàu thuyền giàn khoan ra khỏi ngoài khơi Biển Đông. Chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được yên ổn. Còn nếu như Trung Quốc còn có ý định cướp Biển Đông, xâm chiếm Biển Đông, tạo ra con đường lưỡi bò, phi pháp, xây dựng hòn đảo nhân tạo, hòng khống chế khu vực biển này và thách thức thế giới thì chắc chắn mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt. Đây là một trong những thông tin mới nhất về tình hình mưa bão ở Trung Quốc mà chúng tôi vừa mới cập nhật được từ những tờ báo danh tiếng trên thế giới. Trong đó có tờ báo Hồng Kông, tờ báo Tokyo và tờ báo Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, khi mà đất liền bị mưa to, gió lớn, lũ lụt hoành hành thì chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem quân ra ngoài Biển Đông và để diễn tập và tập trận bắn đạn thật. Một tờ báo nổi tiếng của Indonesia mang tên Jakarta cho biết,
Trung Quốc đang diễn tập ở ngoài khơi Biển Đông, bất chấp bão tố phong ba đang đổ dồn dập vào nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc. Tại sao Trung Quốc lại diễn tập ở ngoài khơi Biển Đông? Bởi vì Bắc Kinh muốn dương oai thách thức thế giới và Bắc Kinh muốn gửi một thông điệp rằng vùng Biển Đông là của Trung Quốc. Tờ báo Jakarta cho biết chi tiết như sau: Trung Quốc tổ chức hai đợt diễn tập ngoài khơi tỉnh Quảng Đông khi nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh huấn luyện chung với Singapore ở miền nam Jakarta. Thông báo của Cơ quan An ninh Hàng hải Trung Quốc cho biết quân đội của nước này tổ chức hai cuộc diễn tập ở vùng biển ngoài khơi phía đông đông nam tỉnh Quảng Đông và tiếp theo là sang đầu tháng tới. Tàu thuyền được yêu cầu phải tránh xa khu diễn tập ít nhất là 12 hải lý, nếu không sẽ bị Trung Quốc cho nổ súng vào đánh sập. Quân đội của Trung Quốc không cho biết cụ thể những lực lượng sẽ tham gia vào nội dung cuộc diễn tập. Hai cuộc diễn tập được quân đội của phía Trung Quốc tổ chức trong bối cảnh nhóm tàu tác chiến sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã đi qua eo biển của Singapore và gần quần đảo Natuna của Indonesia để tổ chức huấn luyện chung với hải quân hai nước Singapore và Indonesia. Theo tờ báo ABC của Mỹ cho biết, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng đợt diễn tập không liên quan tới hành trình qua Biển Đông của nhóm tàu tác chiến của Anh, nhưng khẳng định Bắc Kinh sẽ theo dõi hoạt động của nhóm tàu Anh và coi đây là một cơ hội để nghiên cứu những chiến hạm hiện đại bậc nhất của Anh, của Liên minh châu Âu tại vùng Biển Đông. Được biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của phía Trung Quốc chưa bình luận về sự hiện diện về hải trình đi qua Biển Đông của tàu tác chiến Anh cũng như là hành trình mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đang có chuyến thăm chính thức tới một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng Trung Quốc nói rằng sẽ theo sát sao những diễn biến hoạt động, đường đi, lối lại của tàu Anh, tàu Nga, tàu Mỹ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tại Đông Nam Á. Được biết, tỉnh Quảng Đông của phía Trung Quốc giáp danh với đảo Hải Nam và giáp với eo biển Đài Bắc. Nơi đây thường xuyên xảy ra những cuộc giao tranh khốc liệt giữa Hải quân Trung Quốc với Hải quân các nước trên thế giới. Và được biết, con tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp một cái điểm không lành. Đó chính là cơn bão số 19 với sức gió giật trên cấp 14 sắp đổ bộ vào Biển Đông. Cơ quan khí tượng quốc gia của Mỹ cho biết rằng, nếu như cơn bão số 19 theo đúng hướng đi là tâm điểm vào Bắc Kinh, thì nhiều khả năng nó sẽ đánh sập một số giàn khoan đang hút dầu khí trái phép của phía Trung Quốc đang hạ đặt ở ngoài Biển Đông, cũng như đánh sập một số con tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh và đánh sập tiếp một số giàn khoan của Trung Quốc. Đây là một trong những điều tồi tệ cho Trung Quốc nhưng lại là thông tin rất vui cho Mỹ, cho Nga, cho Liên minh châu Âu, Anh, Pháp và Đức, cho một số nước khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi mới cập nhật được sau cơn bão số 18, đó là mưa lũ tại Trung Quốc đã khiến 146 người chết và mất tích. Tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ở Trung Quốc đã khiến 146 người chết và mất tích, 72.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, tổn thất khoảng 19 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, kể từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã khiến 146 người chết và mất tích, gây ảnh hưởng đến đời sống của gần 35 triệu lượt người nước này. Ông Châu Học Văn, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Tổng thư ký Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán của Trung Quốc hôm qua cho biết, tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 35 triệu lượt người, khiến 146 người chết và mất tích, 72.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Tổn thất kinh tế trực tiếp là 123 tỷ nhân dân tệ, khoảng 19 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Châu Học Văn, mặc dù tổn thất là rất lớn, tuy nhiên các chỉ số đều giảm so với mức trung bình trong 5 năm qua với mức giảm lần lượt là 34%, 64%, 45% và 22%. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng thiệt hại do mưa bão kể từ đầu năm đến nay tại nước này chủ yếu là do đợt mưa lũ gây ra. Khi đợt mưa lũ này tại 21 tỉnh thành của Trung Quốc như Hà Nam, Sơn Tây, Nội Mông đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 15,4 triệu lượt người, khiến 96 người chết và mất tích. Đặc biệt, mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến 73 người chết. Ông Châu Học Văn cho rằng khí hậu năm nay bất thường bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra. Trong đó, vừa qua, lượng mưa trong một giờ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam đo được là 201,9mm, mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 372 con sông tại 26 tỉnh của Trung Quốc đều xuất hiện cảnh báo lũ, một số nơi đê đã bị vỡ. Ông Châu Học Văn nhấn mạnh, cuối tháng này, đầu tháng sau là thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc. Dự tính đến cuối tháng sau, tổng thể tình hình khí hậu nước này là tương đối xấu. Cả phía Bắc và phía Nam Trung Quốc đều xuất hiện dải mưa lớn, cộng thêm các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này có thể khiến nhiều nơi của Trung Quốc xuất hiện mưa lớn và ngập lụt. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng như chính quyền các tỉnh thành sẽ tích cực phối hợp, làm tốt công tác phòng ngừa mưa lũ, hạn chế tối đa các thiệt hại do mưa lũ gây ra.
khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thường xuất hiện lũ trên các con sông của Trung Quốc khi mưa lớn kéo dài liên tục. Trong năm 2021, hơn 70 triệu lượt người của Trung Quốc tại 28 tỉnh thành của nước này đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 29 tỷ đô la Mỹ là mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.